Chương thứ 10. Phẩm Pháp Sư. Pháp Sư là vị thầy thông hiểu chánh pháp, sống với chánh pháp và truyền bá chánh pháp, mà pháp được nói là kinh diệu pháp liên hoa, tức là chi kiến Phật vốn đã có sẵn trong mỗi chúng sinh. Do đó, Pháp Sư, Pháp Hoa là vị thầy truyền bá, giảng giải, thọ trì, đọc tụng kinh Pháp Hoa. Vì trong tất cả mọi chúng sinh đều có chi kiến Phật giống y như Phật, cho nên Ngài mới thọ ký cho đời sau sẽ thành Phật. Do đó, nếu chúng sinh không có sẵn chất vàng này, thì Phật không bao giờ dám thọ ký cho ai cả, vì Ngài không phải là đấng thần linh, nắm toàn quyền thưởng phạt trong tay. Vì thế, thọ ký chẳng qua là lời khuyến khích của đấng đạo sư để giúp cho con người tăng thêm năng lực, mà tự mình vun bồi phước đức, công đức và phát triển trí tuệ để đạt đến cứu cánh tối thượng là thành Phật. Nói cách khác, tuy Phật có thọ ký cho chúng sinh, nhưng chính chúng sinh phải tự mình hóa giải hết mọi vô minh phiền não để chứng nghiệm chân lý, chứ Phật không cho ta quả vị Phật được. Để dạy cho 80 đại sĩ, khi bấy giờ Phật nói với Bồ Tát Diệp Vương rằng: trong đại chúng đầy đủ hạng người chư thiên, Long Vương, Càn Thát Bà, A-tu-la, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thanh Văn, Duyên Giác, cho đến những người cầu thành Phật đạo, không để riêng ai. Nếu người nào ở trước Phật nghe kinh diệu pháp liên hoa, một câu, một bài kệ, nhẫn đến một niệm tùy hỷ, Như Lai đều thọ ký, họ là người sẽ thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đối với Phật nhãn thì Ngài nhìn tất cả đều là chúng sinh, tức là ai ai cũng đều có chi kiến Phật, nghĩa là đã có đầy đủ nhân tố, tức là có hộp tống Phật để tu thành Phật. Vì thế, nếu chúng sinh nghe kinh Pháp Hoa, ngay cả chỉ cần một câu hay một bài kệ với tâm tùy hỷ thì cũng được Phật thọ ký cho thành Phật. Trong pháp hội này có đầy đủ mọi hạng người, từ Thanh Văn Duyên Giác, trời người, chư thiên, Long Vương, quỷ thần đều được Phật thọ ký hết, không bỏ sót một ai. Phật dạy tiếp rằng: sau Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh diệu pháp liên hoa một câu, một bài kệ cho đến một niệm tùy hỷ, Như Lai cũng thọ ký cho quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người nào thọ trì, đọc, tụng, giảng, nói, biên chép kinh diệu pháp liên hoa, cung kính cúng dường bằng các thứ chân bảo, hương thơm, trang nghiêm đẹp đẽ, dược vương, nên biết các người đó đã từng cúng dường 10 muôn ước Phật, đã từng thành tựu đại nguyện vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian đấy. Tuy chúng ta sinh vào thời không có Phật, nhưng dựa theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng sau khi Ngài nhập diệt, có người nghe kinh Pháp Hoa, cho dù chỉ là một câu, một bài kệ hay một niệm với tâm hoan hỷ, thì cũng được Phật thọ ký sẽ thành Phật. Tại sao lại phải hoan hỷ? Hoan hỷ là hân hoan chấp nhận rằng trong ta đã có sẵn tri kiến Phật, tức là Phật nhân, rồi sau đó nỗ lực tinh tấn tu hành thì sẽ đạt đến Phật quả. Vì thế, người hội nhập Pháp Hoa là người lúc nào cũng biết rằng mình là Phật, chúng sinh là Phật, ai ai cũng là Phật, thì từ đó tinh thần vô ngã, vị tha sẽ nở rộng trong tâm, vì cảm nhận được nỗi khổ của người là nỗi khổ của mình, và niềm vui của người cũng là niềm vui của chính mình. Người nào thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép được thì người đó là Pháp Sư Pháp Hoa, nghĩa là người đó phải tin và hiểu nghĩa lý của kinh Pháp Hoa thấu suốt. Cung kính cúng dường bằng các thứ chân bảo, hương thơm đẹp đẽ để cúng dường kinh Pháp Hoa, tức là cúng dường 10 muôn ức Phật, không có nghĩa là chúng sinh phải tìm những thứ chân bảo quý giá đắt tiền để cúng dường chư Phật, mà thân ý kinh muốn nói là chúng sinh phải cố gắng vun bồi cái tánh giác tròn đầy của mình trong mọi sinh hoạt, mọi hoàn cảnh. Đó là phải giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh, một ý niệm lành là đã cúng dường cho một vị Phật, một lời nói thiện là đã cúng dường cho một vị Phật khác, một hành động tốt là đã cúng dường cho một vị Phật nữa. Cứ thế mà làm, thì những chủng tử thiện sẽ đưa con người trở về gần với chân tánh của mình, tức là đã cúng dường hàng xa chư Phật rồi.
Dược Vương, nếu có người hỏi trong thời vị lai, những chúng sinh nào sẽ được thành Phật, thì nên chỉ những người vừa kể trên, mà nói rằng những người đó sẽ thành Phật. Vì sao? Nếu có người trai lành, gái tốt nào thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng, nói đầu là một câu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và dùng các thứ hương hoa báu vật mà cúng dường, thì người đó đáng được nhân gian chiêm ngưỡng và cúng dường như cúng dường chư Phật, vì đó là hàng đại Bồ Tát đã thành tựu chánh giác. Nhưng vì thương chúng sanh mà nguyện sanh trên đời để phân biệt giảng nói kinh Pháp Hoa. Dược Vương nên biết, người đó từ bỏ phước báo thanh tịnh để sanh vào đời trược ác, vì chúng sanh mà truyền bá giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau Như Lai diệt độ, nếu có người trai lành gái tốt có thể vì riêng một người mà nói kinh Pháp Hoa, nhẫn đến một câu kinh, phải biết người đó là sứ giả của Như Lai. Như Lai sai làm việc của Như Lai, cần nói chi người ở trong đại chúng, vì nhiều người giảng nói. Tuy kinh có nói ở đời sau, có những pháp sư truyền giảng kinh Pháp Hoa, nhưng truyền giảng ở đây là phải nói đúng ý kinh, hợp với chủ đích của kinh. Nói đúng chân lý, chứ không đưa người nghe vào mê hồn trận. Nào là tôn thờ, lạy lục, lễ bái, cầu xin Phật hay Bồ Tát, thì đây đâu phải là Pháp Hoa, tức là chỉ thấy hình tướng mà không thông được lý nhiệm màu. Giảng như vậy, thà đừng giảng còn ích lợi hơn đưa con người vào con đường mê muội. Họ chỉ biên chép rằng nói cách nào mà chúng sinh nhận biết rằng chính họ là Phật thì mới nói đúng Pháp Hoa. Nói xa hơn là khi đã thâm hiểu Pháp Hoa thì không cần lạy cúng vị Phật nào để cầu xin sự ban ơn, gia bì, vì chính mình là Phật rồi, chính mình cũng có đầy đủ chất Phật là chi kiến Phật rồi. Vì vậy, muốn thực sự trở thành Phật thì chỉ cần kiểm soát thân khẩu ý. Nếu thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh thì mình là Phật, bằng không thì mình là chúng sinh, do đó mê là chúng sinh, thức tỉnh là giác ngộ, là Phật. Đạo Phật luôn dạy chúng sinh sống theo chân lý, sống đúng với chân lý và sống phù hợp với chân lý. Dược Vương, nếu có người bất thiện dùng ác tâm ở trước Phật, chê mắng Phật suốt một kiếp, tội còn nhẹ. Nếu có người hung hãn chửi mắng người tại gia hay xuất gia thọ trì, đọc tụng kinh Pháp Hoa thì tội rất nặng. Tại sao? Nếu chê mắng Phật thì chỉ chê mắng có một vị Phật, mà Phật ở đây có thể chỉ là Phật tướng, Phật đồng, Phật gỗ thì tội còn nhẹ. Còn người biết thọ trì, ghi chép, giảng nói, đọc tụng kinh Pháp Hoa thì mọi người sẽ biết mình là Phật, tương lai mình sẽ thành Phật. Vì thế, nếu chê bai mắng nhiếc việc làm của họ, chẳng khác nào xúc phạm đến vô lượng chư Phật tương lai, làm cho họ thoái tâm Bồ Đề, thì tội chắc chắn sẽ nặng hơn nhiều. Kinh Kim Cang có dạy rằng: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dịch là: nếu thấy ta bằng sắc tướng, nghe ta bằng âm thanh, người này đi đường tà, không thấy được Như Lai. Một lần nữa, chính Đức Phật dạy chúng sinh phải phá trừ vô minh vọng chấp để đạt được trí tuệ bát nhã thì mới thật thấy và thật nghe được Phật. Trái lại, nếu còn vô minh vọng chấp, có nghĩa là chấp có sắc tướng hay âm thanh của Phật, thì không bao giờ thấy được Phật. Bởi thế cho nên Phật mới của là người này đi đường tà, tức là vọng, thì sẽ không bao giờ thấy được Như Lai. Như thế, nếu từ cửa bát nhã là cửa không, chúng ta bước vào trong nhà thì bây giờ mới thấy được tâm Phật của mình. Nếu sống với tâm Phật này là mở rộng cánh cửa giải thoát để chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng đây là một thứ Niết Bàn tự tánh, thường vắng lặng mà thường sáng suốt. Nó vẫn thường bộc lộ sáng suốt nơi chư Phật, mà vẫn thường sẵn có nơi mọi loài chúng sinh, mà kinh gọi là Phật tánh, là chân tâm, là Như Lai tạng. Chính tự tánh Niết Bàn này có đầy đủ bốn đức là thường, lạc, ngã, tịnh. Thường có nghĩa là không bị chi phối bởi tánh vô thường.
khi nào cũng như khi nào, không lên bổng xuống chậm, không còn già trẻ, sống chết đổi thay. Lạc là không còn khổ não, lo buồn, an vui tự tại. Ngã là được hoàn toàn tự chủ và không bị nội tâm hay ngoại cảnh chi phối. Tịnh là không còn ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh, trong sáng. Kinh nói tội nặng không có nghĩa là Phật sẽ đọa mình vào địa ngục hay Phật sai Nam Tào Bắc Đẩu đến để xóa sổ, mà tội nặng là mình không chấp nhận chính mình có khả năng thành Phật. Chính mình không tin khả năng chuyển hóa thân khẩu ý của mình cho thật thanh tịnh để Phật chất được hiển lộ. Do đó, tội nặng là tự mình chôn vùi cuộc đời của mình vào trong bể trầm luôn, không có lối thoát. Thế thôi, chứ có ai bắt tội mình đâu. Vì thế trong kinh Đại Tạng có câu, tội hành nghiệp cảm, nghĩa là con người làm biết bao nhiêu tội nghiệp trái với chân lý, thì chính họ sẽ cảm lấy cái quả báo đó. Nó sẽ đến với họ. Do đó, Phật giáo phủ nhận hoàn toàn chủ thuyết Thượng Đế. Vì nếu Thượng Đế sinh ra ta, thì ai sinh ra Thượng Đế? Cho nên chính ta mới là Thượng Đế của chính mình. Chính ta mới có đủ khả năng và năng lực làm chủ cho cuộc đời của mình. Và chỉ có ta mới thay đổi được định mệnh của mình, chứ không là ai khác. Dược Vương, người đọc tụng kinh Pháp Hoa phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình. Như Lai dùng vai mà vác người đó, mọi người nên dùng những thứ như hương hoa, kỹ nhạc, quý báu nhất trong cõi đời để cúng dường. Vì sao? Bởi vì nghe pháp của người đó nói trong khoảng giây lát, bèn được tỏ ngộ chân lý rốt ráo đối với quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Để lập lại nghĩa trên, Đức Thế Tôn nói một bài kệ. Người đã có đức tin vững chắc nơi kinh Pháp Hoa, thì người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm cho mình. Tại sao? Bởi vì họ lấy trí tuệ, nhận thức chân lý của Phật dạy để áp dụng trong đời sống của mình, thì mình sẽ được an lành, có sự giải thoát như Phật. Hàng ngày chúng sinh nên kiểm soát thân khẩu ý của mình, phải biết sống trong tỉnh thức và luôn giữ chánh niệm, thì những ác niệm, tà kiến không bao giờ dấy động trong tâm của mình. Vọng niệm tan biến thì tịch diệt hiển bày, thân tâm tự tại. Rồi Đức Phật dạy tiếp, Dược Vương, kinh điển của ta có thể nói nhiều vô lượng, đã nói, đang nói và sẽ nói, mà trong đó kinh Pháp Hoa khó tin và khó hiểu. Kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, không thể truyền trao khinh suất bừa bãi cho những người không đúng đối tượng căn cơ. Đây là thứ kinh chư Phật giữ gìn cẩn mật, chưa từng diễn nói. Bởi vì Như Lai còn tại thế, nói ra còn nhiều người oán ghét, huống chi sau khi Như Lai diệt độ. Dược Vương nên biết rằng, sau Như Lai diệt độ, người nào thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói cho người khác nghe, Như Lai lấy y mà chùm, người đó được chư Phật trong mười phương hộ niệm. Như Lai lấy tay xoa đầu, và người đó cùng với Như Lai ở chung. Từ khi Đức Phật thành đạo cho đến khi Ngài nói kinh Pháp Hoa, thì Ngài truyền rất nhiều, nào là tứ diệu đế, nào là thập nhị nhân duyên. Nhưng kinh Pháp Hoa mới là bậc nhất, vì nghĩa lý siêu suốt của nó, nên tuy Pháp Hoa là đệ nhất kinh văn, mà lại là kinh khó tin, khó hiểu nhất. Cái tuyệt vời của kinh là chỉ thẳng chi kiến Phật, là chỗ giác ngộ viên mãn mà Phật đã thành tựu, và Ngài biết mỗi chúng sinh cũng có sẵn cái chi kiến Phật giống y như Phật, cho nên Ngài mới khai mở, mới chỉ bày, làm tỏ ngộ và thâm nhập cái thấy biết của mình, để cho chúng sinh tu thành Phật như Ngài. Kinh Pháp Hoa là tạng pháp quan trọng và bí mật nhất của mười phương chư Phật, nên phải có đúng đối tượng mới có thể tiếp thọ và thọ trì nó được. Khi Phật nói kinh Pháp Hoa, thì có một số người chẳng những không tin, mà còn sinh tâm oán hận. Vì vậy, mai sau khi Phật nhập diệt, thì chắc chắn số người xem thường, phỉ báng sẽ không ít. Mãi sau khi Đức Phật nhập diệt, nếu có người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa cho người khác nghe, thì sẽ được Phật lấy y cà sa trùm lên người đó, và còn được mười phương chư Phật luôn gia bị bảo hộ cho người đó,
và được Phật lấy tay xoa đầu, khiến cho họ khai mở đại trí tuệ. Có thật như thế chăng? Nếu chúng ta thọ trì kinh Pháp Hoa, tức là chúng ta tin nhận nơi mình có chí kiến Phật, tức là trong ta đã có Phật tánh hiện hữu thường hằng rồi. Nói cách khác, thọ trì kinh Pháp Hoa là biết ta là Phật, chúng sinh là Phật, ai ai cũng đều là Phật. Vì vậy, Phật xoa đầu, lấy y chùm hay ở với chúng ta là như vậy. Nên nhớ, chữ Như Lai kinh dùng ở đây không phải là Đức Phật Thích Ca, mà chỉ cho Pháp thân, Phật tánh, tri kiến Phật là bản thể thanh tịnh của tất cả mọi chúng sinh. Dược Vương, ở nơi chốn nào có kinh này, hoặc giảng nói, hoặc đọc tụng, nên xây tháp bằng bảy báu cao rộng đẹp đẽ, mà trong đó không cần tôn trí xá lợi, bởi vì trong đó có toàn thân Như Lai rồi. Nên dùng các thứ hương hoa, chân bảo, tràng phan để cúng dường tháp. Người nào thấy tháp lễ bái cúng dường, phải biết những người đó đã gần gũi với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao Phật dạy bất cứ nơi nào mà có người giảng, nói, đọc tụng kinh Pháp Hoa, hoặc có kinh Pháp Hoa, thì nên xây tháp bằng bảy báu cao rộng, đẹp đẽ, mà trong đó không cần để xá lợi? Bởi vì kinh Pháp Hoa nói về chi kiến Phật, tức là Phật tánh sẵn có nơi mỗi chúng sinh, cho nên có kinh Pháp Hoa là có Pháp thân Phật tánh hiện bày ở đó rồi, nên không cần xá lợi nữa. Còn người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa là người tin rằng chính mình có Phật tánh, tức là mình là Phật, mình sẽ thành Phật. Mà con đường để viên thành Phật quả thì chúng sinh phải giữ gìn thân, khẩu, ý cho thanh tịnh. Mỗi ý niệm lành, một lời nói thiện hay một hành động tốt là những chân bảo để cúng dường cho vị Phật trong tâm của chúng ta. Nếu nói về vật chất thế gian thì bảy báu là vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, trân châu, san hô và mã não. Nhưng ở đây, bảy báu là bảy con đường thiện xảo đưa con người từ mê đến giác, từ phàm đến thánh. Đây chính là thất thánh tài, và gồm có giới, tín, văn, sám hối, tinh tấn, buông xả và trí tuệ. Vàng là vật cao quý chẳng khác gì giới, bạc là sự thay trắng đổi đen nên ám chỉ cho tín, tức là lòng tin tưởng vào Phật Pháp, không còn nghi ngại. Lưu ly là lưu chuyển tượng trưng cho văn, tức là tánh nghe. Xà cừ có hình tướng xấu xa nên ám chỉ cho sám hối. Trân châu là thanh cao tượng trưng cho tinh tấn. San hô thì tượng trưng cho buông xả. Mã não thì sáng chói, tượng trưng cho trí tuệ. Bồ Tát hành đạo mà chưa thấy, chưa nghe được kinh diệu Pháp Liên Hoa là Bồ Tát chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Những chúng sanh cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe, nghe rồi tin, hiểu, thọ trì nên biết người đó đã gần gũi với quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác rồi. Thí như có người khát nước đào giếng ở gò cao, đào thấy đất còn khô, biết rằng gần tới nước. Bồ Tát cũng vậy, thọ trì, biên chép, giảng nói kinh Pháp Hoa phải biết quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác đối với Bồ Tát đó đã gần kề. Phật dạy rằng Bồ Tát hành đạo mà chưa nghe thấy kinh Pháp Hoa thì họ chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Tu hành Bồ Tát là vì người quên mình, cho nên nếu không biết kinh Pháp Hoa, nghĩa là không biết trong mỗi chúng sinh đã có mầm giống Phật, là Phật tánh thường hằng vĩnh cửu. Vì thế, khi biết mọi người là Phật thì các hạnh của Bồ Tát dễ thực hành. Bởi vì làm việc cho Phật thì họ không câu chấp, trong khi phục vụ cho người thì có lúc tiến, có lúc lùi. Thêm nữa, người trở về với Phật tánh của chính mình là người gần với Phật rồi, nên họ rất gần với đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ở đây, Phật dùng thí dụ con đường trở về với Phật tánh cũng như người đào giếng. Muốn đào một cái giếng sâu 7-8 thước thì trước hết đào lớp đất cứng trên mặt, rồi sau đó tới lớp đất mịn, và sau cùng mới tới lớp đất ướt. Cũng vậy, người nào biết thọ trì giảng chép kinh Pháp Hoa là chính họ tự đặt đầy đủ niềm tin rằng họ sẽ thành Phật. Đây là Phật nhân, rất cần thiết làm nhân địa tu hành để hoàn thành Phật quả, tức là
có đi mới có đến. Vì thế, họ đang đi trên con đường vô thượng Bồ Đề, nên Phật nói họ sắp thành Phật là như vậy. Dược Vương, nếu Bồ Tát nào nghe kinh Pháp Hoa mà kinh nghi sợ sệt, đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng Thanh Văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, đó là hàng Thanh Văn tăng thượng bạn. Kinh Pháp Hoa là Phật chỉ thẳng tri kiến Phật, cho nên nếu tin nhận trong ta đã có sẵn cái tri kiến Phật này làm nhân địa tu hành, thì người đó nhất định sẽ thành Phật. Tri kiến Phật là Phật nhân, còn thành Phật là Phật quả. Do đó, nếu Bồ Tát tu là để thành Phật mà khi nghe kinh Pháp Hoa lại lo sợ, thì đủ biết hạng Bồ Tát này chỉ là phát tâm Bồ Tát, là người mới bắt đầu nên chưa hiểu, chưa tin. Ngược lại, đối với hàng Thanh Văn là những người chứng đạo mà không muốn tiến tu để hoàn thành Phật đạo, thì Phật gọi họ là những người tăng thượng mạng hay định tánh A-la-hán. Nhắc lại, khi Phật bắt đầu nói kinh Pháp Hoa thì có trên 5.000 người gồm A-la-hán và cư sĩ nam, nữ đã rời Pháp hội. Phật nói tăng thượng mạng là ám chỉ cho những người này. Dược Vương, nếu có trai lành gái tốt sau Như Lai diệt độ muốn vì hàng tứ chúng mà nói kinh Pháp Hoa, thì nên ở trong nhà Như Lai, mặc y của Như Lai và ngồi trên tòa của Như Lai mà thuyết kinh. Nhà Như Lai là tâm từ bi, y Như Lai là nhẫn nhục, tòa Như Lai là vạn pháp giai không. Dược Vương, Phật dù ở thế giới khác xa xăm, nhưng Phật sai hàng hóa nhân, hàng tứ chúng tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, đến nghe pháp và tin nhận thuận theo, không chống trái. Nếu nói pháp ở chỗ vắng, Như Lai Sa Thiên Long Càn Thát Bà đến nghe pháp. Phật dù ở nước khác, nhưng khiến người nói pháp luôn luôn được thấy thân ta. Nếu có quyên sót câu lối, Như Lai sẽ nhắc cho họ nói kinh được đầy đủ. Để lập lại nghĩa trên, Thế Tôn mới nói một bài kệ. Sau khi Đức Phật nhập diệt, ở đời sau nếu có người muốn nói kinh Pháp Hoa, thì người đó phải ở trong nhà của Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi trên tòa của Như Lai mà diễn thuyết. Thế nào là nhà của Như Lai? Nhà Như Lai là có đủ tâm đại từ bi rộng lớn đối với tất cả chúng sinh. Tâm đại bi là tâm thương xót chúng sinh, xem sự đau khổ của chúng sinh là sự đau khổ của chính mình. Làm việc vì người không quản ngại khó nhọc, chấp nhận nghịch cảnh mà tâm không sân hận, kiên nhẫn giúp người vượt qua bể khổ sông mê. Mặc y của Như Lai là có tâm nhu hòa nhẫn nhục đối với mọi khổ chướng, không có lửa vô minh nóng giận. Ngồi tòa của Như Lai là phải có trí tuệ rộng lớn, thấy rõ thật tướng của vạn pháp là không tướng. Bởi vì tất cả các pháp không có tự thể cố định, cho nên vạn pháp là không. Tại sao Phật đưa ra 3 điều kiện để một người có thể giảng nói kinh Pháp Hoa thay vì chỉ đọc tụng, thọ trì hay biên chép giảng nói bình thường? Kinh Pháp Hoa là kinh nói về tri kiến Phật, tức là trí tuệ của Phật. Mà tri kiến Phật là Phật tánh, là tánh giác vốn có sẵn nơi mỗi chúng sinh, nhưng vì bị vô minh vọng chấp che lấp. Vì thế, muốn cho cái tánh giác này được hiển lộ, thì phải phát triển trí tuệ, để thấy biết rõ ràng thật tướng của tất cả các pháp, không có tự thể cố định, chỉ tùy duyên tạo có nên huyền hóa không thật. Thí dụ, hàng ngày mắt vẫn thấy sắc như nhà to, xe đẹp, áo lụa, quần là. Nếu là người thường, thì dễ bị nó lôi cuốn, nhận chìm, mê hoặc vào đó. Nhưng đối với người có tư duy chánh niệm, thì nhận thức được hiện tượng của vạn pháp là vô thường, nên tâm họ không hề bị dính mắc. Họ quán là vạn pháp là không, nghĩa là tất cả mọi vật thể trong thế gian này, dù to lớn như mặt trời, mặt trăng hay nhỏ như hạt cát, như vi trần, đều do duyên khởi tác tạo mà thành, chứ không vật nào tự nó sinh khởi hay tồn tại được. Cho nên vật thể là vô ngã, không có tự thể, nên tuy là có, là thấy sờ sờ ở đó, nhưng một ngày nào đó, nó sẽ bị biến hóa, tiêu hoại nên gọi là không. Do đó, cái không của Phật giáo là không tham đắm si mê, không chấp thủ chạy theo hình sắc sinh diệt,
chứ không phải dùng thần thông hay quán làm biến đi tất cả. Người có tư duy chánh niệm khi thấy đóa hoa đẹp thì họ vẫn biết cái đẹp của đóa hoa, nhưng họ quán rằng đóa hoa là do trùng trùng duyên khởi mà thành. Vì vậy, đến tuần sau, đóa hoa bắt đầu héo úa tàn phai, rồi trở thành phân bón, cho nên nhìn đóa hoa thì họ cũng nhìn, cũng biết rằng nó đẹp, nhưng không đắm nhiễm say mê, lúc nào cũng tự tại với sắc đẹp. Lấy đóa hoa làm tiêu chuẩn để nhìn tất cả những hình sắc khác trên thế gian này, cho nên tuy mắt có nhìn các loại trân châu bảo ngọc quý báu đẹp đẽ đến đâu, thì nó cũng là loại vô thường hoại diệt. Ngược lại, nếu nhìn theo con mắt của phàm nhân thì tham đắm, say mê, rồi chấp thủ đem về làm của riêng cho mình, đưa đến tranh chấp chiến tranh, giết hại lẫn nhau. Nói tóm lại, người biết đạo thấy đẹp thì cũng biết là đẹp, nhưng họ biết vật chất đó từ không mà có. Vì thế, một ngày nào đó, từ có sẽ trở thành không. Cho nên thấy tất cả vật chất nhưng không bị chúng lôi cuốn, nhận chìm, cho nên họ mới có an nhiên tự tại được. Đó chính là kiến sắc phi can sắc vậy. Người học Phật không những thấy biết rõ ràng sự hoại diệt vô thường của thế gian, mà còn thấy rốt ráo sự trường tồn vĩnh cửu, tức là tánh vô sanh vô diệt của vạn pháp nữa. Bởi vì lúc đóa hoa tàn úa, thì từ cái diệt này bắt đầu cho sự sanh khác để tạo thành đóa hoa mới. Đó là hiện tượng quy về bản thể, và bản thể duyên khởi thành ra hiện tượng, cho nên không có cái gì là thật sinh hay cái gì là thật diệt. Nghĩa là sinh để rồi diệt, diệt rồi lại sinh, sinh sinh diệt diệt vô cùng vô tận, nên sinh diệt sống chết là chuyện thường, chẳng có gì quan trọng, nên không còn lo sợ, buồn phiền. Chúng sinh khi thấy mình già yếu bệnh tật thì đau khổ, lo âu sợ sệt. Ngược lại, đối với người biết đạo thì sống chết là chuyện bình thường, tử sanh là trò dâu biển, nằm trong chu kỳ bất biến, tùy duyên, rồi tùy duyên bất biến, thế thôi. Con người có khổ, có nhiều tham vọng, có sống chết bảo vệ những cái có của họ, cũng vì họ chấp thế gian là thật, nhà cửa là thật, xe cộ là thật, thân này là thật, ngay cả vọng tưởng cũng cho là thật. Bây giờ hãy quán rằng, vạn pháp giai không, nghĩa là thân này là do duyên giả hợp tạo có, thế gian vũ trụ cũng là tướng duyên hợp không thật, ngay cả vọng tưởng cũng là tướng duyên hợp, chợt hiện, chợt mất. Vì vậy, khi biết thân này không thật, cảnh vật không thật, vọng tưởng không thật, tiền tài danh vọng như giấc vọng, như huyền hóa, như bọt nước, như bong bóng trời mưa, như làn sương buổi sáng, như ánh điện chớp nhanh, có đó rồi mất đó, rốt cuộc chẳng có gì. Nếu người đó có đủ ba điều kiện trên, mà vì chúng sinh nói kinh Pháp Hoa, thì Phật sẽ sai hóa nhân và hàng tứ chúng đến để nghe Pháp. Người nói kinh Pháp Hoa là người tin rằng chính mình có chi kiến Phật, tức là có Phật tánh rồi, cho nên họ có thuyết kinh Pháp Hoa ở bất cứ nơi nào, thì ở nơi đó đã có Phật gia hộ cho họ. Tóm lại, trong phẩm này, Đức Phật tán thán kinh Pháp Hoa là kinh quý hiếm nhất trên đời. Vì thế, Phật tán thán những ai biết thọ trì, đọc tụng, giảng nói kinh Pháp Hoa cho mọi người, để cho họ biết rằng trong họ đã có sẵn chi kiến Phật. Chi kiến Phật là Phật nhân, và từ đó con người sẽ tinh tấn nỗ lực loại bỏ hết vô minh phiền não, để trở về với Phật quả của mình, tức là thành Phật. Muốn trở thành một vị Pháp sư lỗi lạc để truyền bá kinh Pháp Hoa, thì phải hội đủ ba điều kiện là có tâm đại từ bi, biết nhu hòa nhẫn nhục và sống bằng trí tuệ bát nhã. Sau cùng, nếu chúng sinh biết thọ trì, đọc tụng, giảng giải, nói kinh Pháp Hoa, thì chính họ đã phát huy chủng tử Phật, tức là chi kiến Phật trong họ rồi. Nói thế, không phải chi kiến Phật chỉ dành cho những người biết kinh Pháp Hoa, đọc kinh Pháp Hoa, giảng nói kinh Pháp Hoa, hay viết một bài kệ, hay một chữ kinh Pháp Hoa. Mà thật ra, chi kiến Phật đã có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh, cho dù họ không biết gì về kinh Pháp Hoa cả. Nói cách khác, biết đọc, tụng, thọ trì kinh Pháp Hoa thì được Phật thọ ký cho thành Phật.
nhưng không biết gì về kinh Pháp Hoa, cũng vẫn được Phật thọ ký như thường. Tuy nhiên, muốn thành tựu cái tri kiến Phật đó, người đệ tử phải thực hành rốt ráo ba điều kiện mà Đức Phật đã dạy ở trên, chứ không chỉ là lễ bái, trì tụng xuông, mà cho là đủ công đức sẽ thành Phật. Vì vậy, thành Phật thì ai cũng có khả năng để thành, nhưng thật sự có thành được hay không còn tùy thuộc ở chúng sinh có đứng đắn thực hành ba điều kiện mà Phật đã dạy hay không. Phần này cho thấy tầm quan trọng của Pháp cũng quan trọng như Phật. Chúng sinh thường cúng dường Phật, thì ở đây kinh dạy rằng cúng dường Pháp cũng có đầy đủ phước đức như cúng dường Phật vậy. Cho nên niệm Pháp cũng tương đương với niệm Phật, vì đó là niệm tâm, tức là thức tỉnh cái tri kiến Phật vốn có của mình. Đến đây là phần kết thúc của phần tích môn, tức là Đức Phật lịch sử, tức là Phật Thích Ca. Dựa theo luận thuyết Thiên Thai Tông của Đại sư Chí Khải và chuẩn bị mở cửa để vào Pháp giới bổn môn, là thế giới của mười phương chư Phật quá hiện vị lai.